Xuất thân với vai trò là một người mẫu nhưng cơ duyên đã đưa Quân Sang-woo gắn bó với lĩnh vực diễn xuất. Những tưởng đây chỉ là một cuộc dạo chơi nhưng anh đã gắn bó với phim trường cho đến ngày hôm nay. Anh đã xây dựng thành công hình tượng một người đàn ông chuẩn mực trên màn ảnh và sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Hiện tại anh được xem là một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất của màn ảnh xứ Kim Chi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Quân Sang-woo, hoàng tử nước mắt của xứ Kim Chi và hành trình thoát khỏi cái bóng trong quá khứ. Tuổi thơ trong căn nhà trống. Quân Sang-woo sinh ngày 5 tháng 8 năm 1976 tại Daejeon, Hàn Quốc. Không may mắn như nhiều đứa trẻ khác, anh mất cha khi mới 8 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình mẹ anh bươn chải lo từng bữa cơm cho ba mẹ con sống qua ngày. Trong ký ức tuổi thơ của Sang-woo, anh không có sự vui tươi hồn nhiên như bạn bè cùng trang lứa. Ngôi nhà anh luôn trống trải, chẳng có bất cứ đồ vật gì có giá trị ở trong. Không những thế, gia đình anh còn phải chuyển nhà thường xuyên. Những lúc như thế chỉ có quần áo và chăn để mang theo. Tuy vất vả nhưng mẹ Sang-woo luôn cố gắng hết sức để cho con học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi vào trường giáo dục, trường đại học Hanam. Thời gian này, với ngoại hình sáng cùng chiều cao nổi bật, Sang-woo đi làm người mẫu với mong muốn kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có ý định bước chân vào nghiệp diễn. Bước đầu thành công từ màn ảnh rộng. Không phải quá điển trai, không thực sự nổi bật khi mới xuất hiện, Quân Sang-woo gây sự chú ý bởi một thân hình rắn rỏi và khỏe mạnh. Khi mà giới giải trí Hàn Quốc khá phổ biến với hình tượng mỹ nam mong manh, thì anh đem đến một hình tượng nổi bật và khác biệt. Sau khi tạo được ấn tượng ban đầu trên sàn diễn thời trang, Sang-woo lọt vào mắt xanh của một số chuyên gia săn tìm những gương mặt mới. Thế nhưng thời gian đầu, anh chỉ nhận được những vai diễn nhỏ như phim Lời cầu hôn ngọt ngào năm 2001. Khi mà Son Ye-jin hay So Ji-sup đã lên hạng vai chính, thì Sang-woo vẫn còn lận đận với vai diễn một anh chàng giao đồ ăn lướt qua trên màn ảnh. Tuy nhiên, ngoại hình rắn rỏi đã giúp anh nhận được vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng trong bộ phim võ thuật hiếm hoi của điện ảnh xứ Hàn, Trường học Hỏa Sơn 2001. Không lâu sau đó thì Sang-woo trở thành nam chính trong bộ phim hài Macbeth 2002, và chính vai diễn này đã giúp cho anh giành được vai diễn trong phim Cô bạn gia sư năm 2003, một trong những tác phẩm hài thành công nhất của xứ Kim Chi. Trong phim, Sang-woo vào vai một cậu học trò cấp 3 ham chơi và nổi loạn. Ở tuổi 27, ngoại hình già dặn, nhưng nam diễn viên gây bất ngờ khi cư sừng thành công để vào vai diễn đáng yêu này. Với sự thành công của bộ phim Cô bạn gia sư, thì Sang-woo bắt đầu trở thành cái tên được công chúng yêu mến. So với các thần tượng trong làn sóng Hollywood, rõ ràng thì Sang-woo có một hướng đi hoàn toàn khác biệt khi mà những Son Seung-hun, Choi Ji-woo, Ba Jong-jun đều đi từ màn ảnh nhỏ đến màn ảnh rộng và thường khá chật vật với màn bạc, thì Sang-woo lại đi con đường ngược lại, thành công ở màn ảnh rộng trước khi chiếm được trái tim của khán giả truyền hình. Bạch mã hoàng tử trên màn ảnh nhỏ. Nhắc đến những bộ phim truyền hình ấn tượng nhất của Quân Sang-woo, hẳn không thể bỏ qua bộ phim Nấc thang lên thiên đường năm 2003. Đảm nhận vai nam chính Cha Sung-ju, anh đã cùng bạn diễn Choi Ji-woo và Han Jung-so viết nên câu chuyện tình buồn kinh điển. Vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, nhưng khi trưởng thành, cả hai lại đánh mất cơ hội ở bên nhau. Con đường tình yêu nhiều trắc trở của đôi tình nhân này đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Đáng nói hơn, cuối cùng thì Sung-ju và Jung-so vẫn không thể chạm tay đến hạnh phúc. Căn bệnh ung thư quái ác đã mang Jung-so rời xa Sung-ju mãi mãi. Hình ảnh chàng thanh niên Sung-ju khóc ngất bên người yêu trở thành nỗi ám ảnh đối với người hâm mộ. Đồng thời cũng từ đây, cái tên Sang-woo bắt đầu gắn liền với danh hiệu hoàng tử phim buồn. Nấc thang lên thiên đường không chỉ gặt hái thành tích khủng về mặt tỷ suất người xem tại Hàn, mà còn tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á. Tất nhiên, tên tuổi của nam chính cũng nổi như cồn. Anh nhanh chóng trở thành con cưng của các nhà làm phim xứ Kim Chi. Thậm chí vai diễn Cha Sung-ju của anh đã trở thành xu hướng làm phim, xây dựng hình tượng nhân vật đậm chất bi lụy và lấy đi nước mắt của người hâm mộ trên màn ảnh Hàn Quốc. Và như một lẽ dĩ nhiên thì khó ai có thể vượt qua được cái bóng của hoàng tử nước mắt Sang-woo. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video về doanh nhân, thông tin chi tiết ở bên dưới video nhé các bạn. Không còn là hoàng tử phim buồn. Từ vai Cha Sung-ju, Quân Sang-woo bắt đầu theo đuổi những vai diễn nhiều nước mắt của dòng phim buồn, lãng mạn của Hàn Quốc với Bản tình ca buồn năm 2005, Chuyện tình buồn 2009. Nhưng tất cả các vai sau này của anh
dù có cùng mô típ trai đẹp lụy tình đều không vượt được cái bóng quá lớn của Cha Sung Joo, và sự nghiệp của hoàng tử phim buồn bỗng chốc trở nên trì trệ khi thể loại phim buồn bước vào giai đoạn thoái trào. Dòng phim buồn từng là đặc sản của xứ sở Kim Chi dần nhường chỗ cho những bộ phim mang màu sắc tươi sáng và hài hước hơn. Điều đó khiến Sang-woo phải bước ra khỏi hình tượng mà anh dày công xây dựng để làm mới mình. Đây là một thử thách không nhỏ đối với ngôi sao sinh năm 1976, nhất là khi ngày càng có nhiều gương mặt mới với những màu sắc cá tính riêng biệt và thu hút. Mãi đến năm 2010, Sang-woo mới tìm được cơ hội lột xác thông qua bộ phim truyền hình đình đám Nữ Tổng thống. Ngoài nam tài tử họ Kwon, thì tác phẩm còn quy tụ những ngôi sao lớn như Cha In-pyo, Woo Hyun-jung. Thành công của phim đã mang về cho anh những giải thưởng danh giá như Nam diễn viên xuất sắc nhất và top 10 ngôi sao được yêu thích nhất tại lễ trao giải SBS Drama Awards. Năm 2012, anh thủ vai nam chính trong bộ phim Hình bóng tình yêu bên cạnh Trương Bá Chi. Anh cũng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim 12 con giáp của Thành Long. Ngoài ra, thì Sang-woo còn phát hành một DVD âm nhạc tại Nhật Bản. Năm 2014 là cột mốc đánh dấu một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Sang-woo. Đó là màn tái hợp sau gần 11 năm với bạn diễn ăn ý nhất là Cho Ji-woo, cùng sánh đôi trong bộ phim Cám dỗ. Cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú. Mặc dù không gặt hái thành công như mong đợi, nhưng bộ phim đã giúp người hâm mộ của cặp đôi được dịp hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp trong nước thang lên thiên đường năm xưa. Năm 2018, anh trở lại với bộ phim điện ảnh Thám tử Gamer, bộ ba khó đỡ. Đây thực sự là bước đột phá của Sang-woo. Bộ phim nhận được những đánh giá tích cực từ giới mộ điệu khi đưa yếu tố giải trí và tính gay cấn lên một tầm cao mới. Các mỹ từ như phim hài hot nhất năm 2018, phim hài đáng xem nhất được khán giả ưu ái dành cho tác phẩm mới nhất của Sang-woo. Thể hiện vai Candyman, người đàn ông 3 trong 1, anh đã làm cho người xem cười nghiêng ngả bởi màn tấu hài của mình. Demen là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nếu trên mạng anh là một nhân vật nổi tiếng chuyên phân tích các vụ án ly kỳ, thì ngoài đời anh chỉ đơn thuần là chủ cửa hàng truyện tranh. Trong khi đó, ở nhà anh là một ông bố chăm con siêu cấp. Sự trái ngược giữa cuộc sống ảo và đời thực của Demen đã mang đến nhiều thú vị bất ngờ. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nổi bật, Sang-woo còn lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh. Năm 2009, anh thành lập một công ty mỹ phẩm có tên là Natural Tears. Nam diễn viên cũng có một quán cà phê Teasers ở Myeongdong. Và anh cũng là cổ đông lớn nhất của resort Ocean Blue Hotel Bali. Sang-woo cũng có một tòa nhà giá trị là 6 triệu đô la ở khu trung tâm Đông Seoul. Bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu. Trong cuộc đời, ai cũng có một người sinh ra dành riêng cho mình. Điều đó có lẽ đúng khi mà đặt vào trường hợp của Kwon Sang-woo và Son Tae-yong. Chàng tài tử chia sẻ rằng lần đầu tiên anh biết đến vợ mình là khi vô tình nhìn thấy cô trong một chương trình truyền hình. Trước đó anh chưa từng nói chuyện với cô, nhưng khoảnh khắc Tae-yong rơi nước mắt khi nhắc về những chuyện trong quá khứ đã khiến anh chú ý và có chút đau lòng cho người phụ nữ không quen biết này. Nhân duyên tiếp nối khi cả hai tình cờ tham gia một bữa tiệc, Sang-woo đã không bỏ lỡ cơ hội cố gắng dò hỏi mọi người có được số điện thoại của Tae-yong. Rất nhanh chóng cả hai phải lòng nhau, những cuộc hẹn hò diễn ra âm thầm ở nước ngoài để tránh né ống kính truyền thông và kết thúc bằng một màn cầu hôn trên một chiếc khinh khí cầu giữa bầu trời nước Úc. Chàng là diễn viên nổi tiếng, còn nàng là Á hậu Hàn Quốc 2008, đồng thời cũng là Á hậu 1 của Hoa hậu quốc tế. Trai tài gái sắc sánh đôi cùng nhau hẳn là chuyện hợp lẽ thường, nhưng Sang-woo và Tae-yong lại bị khán giả đặt vào hai bên sáng tối và chuyện tình ấy không được sự đồng thuận của công chúng. Sang-woo thật thà không điều tiếng, Tae-yong thì từng dính phải không ít thị phi cùng chuyện yêu đương rối ren với hàng loạt cái tên trong giới giải trí. Vì những hoài nghi, nam diễn viên lên tiếng: "Ngay từ khi nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết Son Tae-yong chính là một nửa của mình và tôi muốn làm đám cưới, muốn được ở bên cạnh cô ấy suốt đời." Nhưng những lời bảo vệ cô gái mình yêu của Sang-woo không làm cho công chúng cảm động. Ngược lại, sự tức giận dồn hết vào cái tên Tae-yong, sóng gió bắt đầu từ đây. Chấp nhận đến với Tae-yong, Sang-woo đúng nghĩa là một mình chống lại cả thế giới. Anh không chỉ bị khán giả tẩy chay, mà sự nghiệp còn ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm cách đây 10 năm khi công khai gắn bó đời mình với nàng hậu xinh đẹp, nam diễn viên được cho là đã mất đi khoảng 10 tỷ won lợi nhuận từ các hợp đồng quảng cáo và dự án phim ảnh không được triển khai. Cùng với đó là cơ hội góp mặt vào những bộ phim lớn và chiến lược quảng bá tên tuổi ra nước ngoài cũng tiêu tan. Ngày 28 tháng 9 năm 2008, hôn lễ diễn ra long trọng tại một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Seoul. Bên cạnh nụ cười, gia đình hai bên lẫn các khách mời đều xúc động. Thậm chí cả Sang-woo cũng chẳng giấu được nước mắt. Có lẽ chỉ những người yêu thương cô dâu chú rể mới nhìn thấu được họ rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu khó khăn để có thể lồng vào tay nhau chiếc nhẫn cưới.
Thời gian trôi qua, mọi chuyện dần lắng xuống. Thời gian giờ đây đã trở thành một bà nội trợ đảm đang và là mẹ của hai đứa con nhỏ. Mặc dù phải lùi về phía sau để chăm lo cho gia đình nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Và hiện tại thì cả hai không còn quan tâm đến việc người xung quanh nghĩ gì. Họ chỉ muốn thật hạnh phúc và có cuộc sống bình dị bên nhau đến suốt cuộc đời. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của nhóm nhé.